Thế là mu reset à? Không, mu này reset 50 lần là mắc thôi. Có reset nhưng mà chỉ cần reset 50 lần thôi. Gậy rồng rồng ngon không bác? Đây, gậy rồng rồng tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%, ngon chết người anh em ơi. Ngon chết luôn. Test đã bộ thần chưa? Chưa người anh em ơi, hôm nay bắt đầu với test này. Chào người anh em Nguyễn Tèo. Bác hai chào tôi phát. Xin chào người em Nguyễn Tèo. MU này có chơi mobile được không? Xin chào người anh em Văn Dũng này. MU này chơi PC thôi. Server đã có full 15 chưa cậu? Chưa người anh em ơi. Đồ bây giờ vẫn là Win 2 mới là set đồ cao nhất. Bây giờ đang là cộng 13 thôi. Cộng 13 là cao nhất là Win 2 thôi. Chuẩn bị này, 2, 1. Vâng, lên anh em ơi, lên đi, lên đi. Để tôi book cái đã, tôi book cái đã. Đi phép là cứ phải ra tele anh em ạ. Tele. Không phải chết đấy. Tele đây. Tele đây. Tôi tele cuối cầu anh em ơi. Show Master là phải tele rồi. Tele đây. Ui, ui, vãi máu kìa, vãi máu kìa. Vãi máu anh em ơi. Các anh ơi, cho em lên cuối cầu đi anh ơi. Các anh DKMG ơi. Tele đây. Thành cái bìa cũng chặn đầu kia thì làm ăn gì ạ? Lùi về sau đây anh em ơi, lùi về sau đây, lùi về sau đây để tôi. Tôi đi quét cho mình cho. Tôi đi quét cho mình luôn. Vâng, 55.000 đam anh em ơi. Thiếu cái gì 55.000 đam nhỉ? À, mình đang theo sói tất sói phòng thủ anh em ơi. Bác Kiệt đâu rồi? Ui rồi, tập này cái thằng Kiệt vào rồi, vợ nó cho ngủ rồi anh em ơi. Hôm nay đến ngày rồi. Hôm nay đến ngày nên vợ bắt ngủ sớm anh em ơi. Ai rồi mày qua đây tên là kịp này. Ui rồi kìa rồi, dám phát là gần chết đi nha vợ. Gần chết luôn ạ. Ôi Ngọc này, vừa tele vừa nhặt dòng luôn này. Tele đây. Ui dồi ôi, kẹt quá này kìa ơi. Thì kìa mắt một bí, ông cứ đi vã tôi làm cái gì ạ? Ông cứ đi vã tôi làm cái gì? Để tôi tham đi. Nào. Không tha cho mình à, không tha luôn anh em ạ. Không tha luôn này, ông cứ đi ông dình mình này, Ngọc này. Đấy rồi, đi vã nhau đây, vã nhau đây. Vã nhau đây, cũng Diêm Vương của Vui Lương Sơn. Mắt một mí cũng ở Vui Lương Sơn. Thế thì Avenger đâu? Ui thôi xong rồi rồi. Vẫn không kịp anh em ơi. Hy sinh rồi, hy sinh rồi. Hy sinh rồi anh em ơi. Đấy anh em chết một đống ra đây này. Reset nhanh không vậy? Sang server 5 thì reset nhanh như một cơn gió anh em ơi. Level 100 là reset rồi. Không có đồ cuối à? Chưa, bây giờ vẫn đang đồ cao nhất, đang đồ cấp 7 thôi anh em ơi. Đấy, đồ sâu hồng là gần cao nhất. Set ma vương bây giờ đang là set quả cao nhất. Đồ cấp 7 thôi. MU gì đông vãi vậy? Xin chào anh em Phạm Sâm. Đấy, MU tên ở trên màn hình người anh em ơi. Chào người anh em cậu Phục. Làm con gậy rồng cộng 13 phát. Out server. Ui ôi. Đang không có lắc anh em ơi. Không có lắc là cũng khó sời đấy. Thấy bác làm video bị vợ ganh. Tưởng nghĩ game, nghỉ game luôn. Ui ôi, nó ganh suốt người anh em ơi. Ganh suốt. Không là đến đêm rồi lại thưởng cho một cái nó lại ok ngay mà. Đến ngày hôm sau loại ganh đấy, cứ ganh xong mình này lại cho ăn tí quà và lại cười ngay. Chào bác nhé, xin chào người em Duy Ken, xin cái win bác. Có mỗi cái win nha anh em ơi, có mỗi cái win cộng 11 omo thôi. Cảm ơn người anh em Tú Hoàng Nguyễn đã follow nhá. Không có đồ cuối à? Chưa có đồ cuối. Chào bác hai, chào người anh em nhé. Chào người anh em nhé. Kìa có một gì kìa. MG gang SS kìa. Yes. Rồi xin phép là bây giờ đi test đam bộ sâu hồng thần anh em nhé. Xin phép. Về đây cất ít đồ cái đã. Về cầu 3. Ấy à, người anh em về cầu 3 cho gì vậy? Để tôi xem nó có cho gì nào. Người anh em cho gì đây? Trả bài không hết trang lên bị ganh cả bác. Chuẩn đấy. Nó trả bài nhưng mà nó chưa tới tầm anh em ạ. Nó chưa tới đỉnh nên là nguy hiểm lắm. Ấy da, xì ngọt chết cho luôn cái khiên anh em ơi, khiên ma thuật cấp 2. Ok. Cảm ơn bác nhé, cảm ơn bác nhé. Ui, ngọt chết anh em ơi. Có khiên rồi anh em ơi, có khiên rồi. Đấy, khiên cấp 2 này. Giải trí vui vẻ nhé bác. Ok người anh em. Ui cảm ơn người anh em rất nhiều. Khiên này là khiên ma thuật cấp 2 anh em ơi. Rồi. Bây giờ là cất bớt này đi đã. Hôm nay chúng ta sẽ đi test xét sâu hồng thần anh em ơi. Xem tam biết thế nào, có chuẩn không. Cho lên. Hết chưa? Đây. Vé Devin để xem bên này đi. Để gọn sang đây đây. Làm công ty tải game chơi giải trí như bác được không? Ui dồi quá được luôn người anh em ơi.
cứ cắm chùa xong thỉnh thoảng vào cất viên ngọc thôi. Ngọc nó rơi nhiều lắm anh em ơi, ngọc với cả huy chương vàng là rơi nhiều lắm. Chỉ sợ là anh bác bị anh em PK về thành thôi. Đâu nhỉ? À, like cho lên này, ngọc cho lên này, đấy, bệnh rồng này, ném bớt này ra cho huy chương vàng này, ném ra tiền này, đấy, huy chương vàng ném ra cả hộp cái đun này, nghe chưa? Huy chương vàng này, huy chương vàng này, huy chương vàng này, huy chương vàng này, hộp cái đun đâu? Đây hộp cái đun năm anh em ơi, có rồi có rồi, giờ xin phép lại đi về bên Alan S để đi đổi đồ X ra Vi Coin. Có đồ thần gai con không bác? Hình như là có đấy anh em ơi, hình như là có cái quần phong vũ đấy. Quần áo mắc được mấy ọp rồi, đang một ọp người anh em ơi. Đấy, chỉ có một ọp thôi, đồ bây giờ đang là một dòng X thôi. Bị choáng xong bơm máu cái đâu lại vào đấy bác nhỉ? Ok đúng rồi, bơm máu ngay người anh em ơi. Xét thần đam to lắm bác Hải. Đây đây, giờ đi test được anh em ơi, giờ đi test. Bác Hải bị vợ ganh mấy hôm ọp rồi à? Phải ọp anh em ơi, căng trận đấy, căng đấy. Trận đấy ọp là căng. Nó ganh 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 quả phát choáng mấy ngày luôn anh em ạ. Choáng mấy ngày luôn, giờ mới hồi được. Đây này. Nó vả cho đây này, chẳng may vợ mình chẳng may nó vung tay vào mặt mình thế này, thế là choáng mấy hôm anh em ạ. Anh em nhìn đi cầm chưa? Sứt hết cả cầm luôn. Sợ thật. Canh quả nguy hiểm quá anh em ạ. Thì đây, áo lui phong này. Quần phải thô này. Chứ bót của đun gian nhắm ra đồ đồ của nó hơi hơi cùi anh em ạ. Này, vũ khí này. Xin phép là cho đồ đồ X để lấy quy coi. Ui không lắc cứ đi anh em ơi, không lắc cứ đi. Không lắc. Lại không có lắc tiếp. Ok. Hết. Đổi đồ X. Bác họp mấy hôm nhìn top đi hẳn, trả bài căng quá. Ui ui căng lắm anh em ơi. Mày lên đỉnh Phan Xi Phăng nó phải leo lên rồi tụt xuống mấy lần cơ. Bác cho em xem cộng điểm đêm kép với đây, điểm đây người anh em ơi. Xin phép là zoom lại cho đẹp. Đây, đây chúng ta hai set, đây là set sâu hồng và set ma vương, đứng bên này đi. Đây. Xét sâu hồng và xét ma vương đứng cạnh nhau. Đấy. Nập nick rồi, không gặp được bác, không có đồ lên vẫn ọp. Vẫn ọp. Đồ bây giờ nhiều lắm người anh em ơi. Xin chào người anh em Nothing Enjoy. Đấy, bằng điểm đây, bảng master đây. Đấy, đang được 150 điểm master anh em ơi. Bắt đầu từ năm 150 điểm master thì cày lâu lắm. Đấy. Ok chưa? Xem nhà nút này ra được cái gì không? Đây đây cái gì đây? Ai à... Ui! Ném ra được quả quần kim ngân để giảm ra thương ngon anh em ạ. Mang về thùng đồ cất luôn. Mang về thùng đồ cất luôn. Chào bác Hải bác kia. Xin chào người anh em RIU nhá. Đức Nguyễn Tân Thủ hỗ trợ gì không bác? Tân Thủ thì anh em vào gõ lệnh gọi là sổ chéo Tân Thủ thôi là có đồ rồi. Sổ chéo Tân Thủ là có đồ rồi. Đây này anh em là chơi ép này, mình đang có set kim ngân giảm sát thương này. Đấy, có nỏ thanh nữ này, anh em vào phát là kỷ niệm luôn này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi test đam. Đây nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đầu tiên là chúng ta mặc set sâu hồng này, sâu hồng thường nhá. Đấy, xin chào anh em Bảo Trung. Bác có bác, Nothing is dry. Cảm ơn người anh em Hải Phạm đã tặng hoa nhé. Hoa hồng đẹp lắm. Anh em nào có hoa hay có cái gì nhớ tặng nhé. Đấy, có cô su xíu là tặng luôn đi. Sao xíu là tặng luôn. Đây nha, bây giờ chúng ta cùng đi test hai cái đồ nha. Đồ cũ và cái đồ mới này. Đây là set sâu hồng cũ anh em ơi. Máu của chúng ta là 90.000. Ok chưa, 90.000 máu. Bây giờ xin phép là cho cái bộ này xuống này. Đấy, mũ phải dùng chung được nhá. Áo cho lên này. Chân cho lên này. Vẫn là 90.000 máu này. Tay cho lên này. Vẫn là 90.000 máu này. Quần mặc lên này. Đấy, sau khi mặc đủ set đồ thần thì là máu của chúng ta được cộng thêm 50.000 máu anh em ơi. Và máu của chúng ta bây giờ đang là 140.000 máu. Như vậy là set đồ thần này cộng cộng thêm là 50.000 máu. Bác có xoay wing 2 không? Tôi có cái wing 1. Không có lông vũ người anh em ạ.
đang không có lông vũ nên không xoay được. Lông vũ mới là quan trọng, win 1 thì lại đơn giản quá. Đấy nhá, như vậy là set đồ thần này tôi đã mặc lên, hôm qua sẽ được tăng thêm 50.000 máu này. Cho mấy đồ cùi về đập bạc sâu vào cũng quá chết cha. Đúng rồi, bây giờ phải có đồ có lắc anh em ơi. Đấy. Ui chào, cảm ơn người anh em Bảo Trung đã tặng sao nhá. Ngon chết luôn. Đấy nhá, như vậy là set đồ sâu hồng thần này chúng ta sẽ được tăng thêm là 50.000 máu. Đấy, ngon chết chưa. Bây giờ sẽ lên Icarus để test đan này nhỉ. Test đan cái nhỉ. Đấy nhá, bây giờ vẫn đang mặc set sâu hồng thần này. Cộng không anh em ạ. Chưa có gì cả. Rút cái. Máu đi. Đấy. Quánh con này được bao nhiêu máu đây. Quánh con này là được ui, quá chết nhanh thế nhỉ. Phá các chết luôn này. Anh em đang cày lông vũ trên đây này. Vào việc. Đây rồi, chỗ này quái đông rồi. Bao nhiêu đây? 64.000 máu anh em ơi. Đam xanh lá cây là 64.000. Chính xác, 64.000 máu. Cái set sâu hồng thần này khi mà mặc lên là chúng ta sẽ được tăng thêm là 20% sức sát thương anh em ạ. Đấy, bây giờ đang đánh được là 64.000 máu nhá. Đam xanh lá cây, anh em nhìn chưa? Rồi bây giờ tôi không tháo bộ xuống, đeo bộ cũ lên. Chưa được rình nhỉ? Rình vừa đâu? Đây. Rồi đeo bộ cũ lên. Xem có được 64.000 máu không? Được có 55.000 máu thôi anh em ơi. Như vậy là set sâu hồng thần này là tăng thêm là được 50.000 máu này, cộng thêm là 20% sức sát thương. Đấy, ngon chết luôn anh em ơi. Bác Hải, thần mã đập kiểu gì vậy? Thần mã? Thần mã bên con game này là không đập được, vẫn cộng không thôi. Vẫn cộng không luôn người anh em ơi. Đấy, như vậy là set sâu hồng thần là tăng thêm là 50.000 máu này, cộng với cả 20% sức sát thương anh em ạ. À, cũng ngon đấy. Đam to hơn nhá. Đấy, đam này là đam đồ cũ sẽ được là 55.000 máu. Đấy, 55.000 máu, đam xanh này, đam xanh lá cây này. Đấy, xin phép bây giờ là mặc set thần lên. Quái lên là tăng 20% đam. Anh nhìn xem đam chỗ này. Đây, để sang đây nhá. Bây giờ là bắt đầu là mặc đồ thần luôn anh em. Cho nó có quần ở chân. Để mắt một mí alo bác kìa. Mấy anh em cho gì đây? Yes sir. Yes. Rồi nhá, bây giờ test gậy rồng anh em nhá. Đấy, 64.000 máu này. Đang đeo cái gậy mãng xà nha anh em nhé. Đang đeo gậy mãng xà, chúng ta đánh được 64.000 máu này. Ok chưa? Bây giờ bỏ gậy mãng xà xuống, đeo gậy rồng lên. Trời ơi, gậy rồng đánh được 35.000 máu anh em ơi. Tại vì gậy rồng này vẫn đang cộng 0, vẫn đang cộng 6 thôi. Và cái gậy này bây giờ đang là cộng 13 và tăng ma lực cộng 1.400. Gậy rồng này chưa khảm dòng vàng. À, cho xin bộ đồ chơi bác ơi. Bây giờ đang có bộ ép đấy. Đang có bộ ép cộng 0 đấy. Anh em vào phát là có hàng ngay. Ép với cả nỏ thanh nữ, nhặt lông vũ cài auto kiểu gì vậy bác? Nhặt lông vũ á? Nhặt lông vũ anh em đánh chữ L cách V thôi, đúng không? Đây, đây, lông vũ thì đánh từ gì cơ? L cách V, đấy là thêm nó vào, hoặc cả gì? L biết hoa, cách V biết thường, đấy là lông vũ, biết tắt thôi anh em ơi, biết tắt thôi. Lấy gậy cộng không, gậy rồng mà cầm đẹp hơn anh em ơi. Nhìn nó đẹp hơn nhiều. Cầm gậy cộng không test chữ đây bây giờ là nhờ. Bây giờ nhá, bây giờ để tôi về tôi đập cái gậy rồng này lên. Bây giờ tôi về tôi đập cái gậy rồng này lên cộng 7 đi nhờ. 7. Đây, đang cộng 6 rồi đúng không? Đang cộng 6 rồi. Đấy, giờ đập phát lên cộng 7 này. Cộng 5 này rồi. Có đấy anh em ơi, không phải đơn giản đâu. 6 này. 7 rồi. Ôi, về không nhá, về không rồi. Về không xem còn cái gậy mãng xà nào không nhỉ? Mãng xà cộng không nhỉ? Để test cùng với cả gậy rồng cộng không thôi. Bao cách 1. Đập gậy rồng lên 11 đi. Đây người anh em ở đây này, để tôi đi test đã. Tôi đi test cái gậy mãng xà cộng không và cái gậy rồng cộng không anh em nhá. Đấy, để xem nó đam như thế nào.
Giờ tiếp tục lại lên Icarus. Icarus. Rồi bây giờ đeo gậy băng xà đến trước này. Cái gậy băng xà cộng không nhá. Máy rồng. Máy đây. 6. Máy rồng. 31.000 anh em ơi, 31.000. Đang được 31.000. Ô sờ kê luôn. Quái hết rồi, cho tôi ăn cái quái nào. 31.000 đang xanh lá cây anh em ơi. Đây này, chỗ này đông, chỗ này đông, chỗ này. Chỗ này đông này, 31.000 xanh lá cây nhá. Là cái gậy mãng xà cũng không. Bây giờ phép là đeo cái gậy hỏa long cộng không lên. Quái đây. Đây được bao nhiêu đây? Đây được bao nhiêu đây? 32.000 anh em ơi. Như vậy là cái gậy rồng này nó mạnh hơn cái gậy thiên sứ cộng không. Hai thằng đều cộng không. Đấy, gậy rồng mạnh hơn anh em nhé. 32.000 kìa. Ô sờ kê luôn. Đấy, bây giờ thì phép là đi về đập cái gậy gậy rồng này lên nhỉ. À, ngon đấy. Bác Hải đập hộ em hai thiên tử kiếm lên cộng 12 được không? Ôi trời ơi, đập khó lắm người anh em ơi. Tôi bây giờ đang đi đập gậy rồng lên đây. Bác Hải còn bộ ring quen nào không cho em? Đây, để tôi về tôi xem. Để tôi về tôi xem còn cái bộ ring quen nào không. Đấy, lại đi về đây thôi. Mắt một bí à. Cầu ba. Ở đây đây đây. Xem người anh em mắt một bí được có cái gì cho nào. Tôi đứng đây đây. Ấy giờ cho hàng, cho hàng, có hàng cho hàng. Có gì đây người anh ạ. Ấy giời ơi, khiên phong vũ. Ngon quét anh em ơi. Khiên phong vũ cấp 2 của MG này. Ok, cảm ơn bác nhé. Đấy, cảm ơn bác nhé. Ngon ngon ngon. Là nhân vật mắt một mí này, chúng ta cùng cùng soi đồ nhân vật mắt một mí anh em ơi. Đó, nhân vật mí này. Nhiệm bác đừng BK em. Ui ôi, không BK đâu, cho đồ không BK đâu. Đây xem đồ này. Ôi giời, đâu mất rồi. Chạy mất rồi. Đang định soi đồ ông bị bay mất rồi. Vào việc nào. Đây ring pen anh em ơi, còn cái pen cộng 2 này. Còn cái ring cộng 2 này. Còn cái ring cộng 1 này. Đấy, như vậy đủ bộ ring pen cộng 2 anh em ơi. Ông nào xin đi nhỉ. Đại ca cướp đâu ra gậy rồng đấy. Úi xồi ôi, nó còn là hack anh em ơi. Hack đấy, đúp đấy. Hack với đúp, xin chào người anh em Vi Vu Vũ. Để phải hack được anh em ơi. Cho tôi xin bộ ring pen đi bác. Ông nào vừa xin trước rồi. Để tôi xem ông nào xin bộ ring pen trước nhỉ. Đây, thắng showroom này là xin trước rồi người anh em ơi. Đấy, người anh em thắng showroom nhá. Là vào cầu 3 là có việc. Đây đây cầu 2 bác, ok cầu 2. Đấy, cầu 2 là tặng người anh em thắng là bộ ring pen cộng 2. Cầu 2. Tên là gì đây người anh em? Tên là gì đây? Người anh em tên là gì nào? Không thắng đâu rồi. Đây à, đây bác à. Duy à, Duy mặt heo à. Tên Duy mặt heo luôn này. Một cái pen cộng 2 này. Gia tăng tốc độ tấn công 7 này. Một cái nhẫn băng cộng 2 này. Một cái nhẫn gió. Đây đây. Một cái nhẫn băng nữa đi. Tăng gen anh em ơi. Theo bộ này mà tăng tổng cộng là được bao nhiêu máu nhỉ. 17 cộng 17 là 32.000 máu. 32.000 máu mà cộng với 20. Đeo bộ ring pen này là tăng được 52.000 máu anh em ạ. Ghê, ghê không? Quá ghê luôn. Đây, để sang đây. Ngon chết rồi. Ngon chết rồi anh em ơi. Gậy này cất đi. Gậy này để sang đây. Đấy, gậy này để sang đây. Xin phép là đập gậy rồng. Bây giờ là phải xài gậy rồng anh em ạ. Nhìn gậy rồng nó sáng rực bầu trời luôn. Nào, ngon chưa anh em ơi. Trời ơi. Xin phép nha. Không hàn tín à. Hàng tín ông nào đây? Xem trang bị. Ai da, hàng tín này. Hàng tín là xét dòng xanh em ơi. Xét dòng xanh này cộng 13 này. Đôi trụy kinh cộng 13 này. Đấy, wing 2 cộng 13 này. Thần mã này. Ring pen cộng 2. Ủa rồi, top 1 rồi anh em ơi. Ông này top 1 DK. Nhìn khác bọt ngay. VIP kết server rồi, anh em nhìn thấy chưa? Số master cầm đeo gậy rồng nó phải khác bọt hẳn. Nhìn nó. Nhìn là cả một bầu trời kỷ niệm anh em ạ. Nguy hiểm thật đấy à, DBC không bao giờ thấy win. Gọi là đi hoài niệm thôi anh em ơi.
chứ đi Blood với cả đi Devin ấy là phải có team anh em ạ. Phải có team thì phải đi theo vui thì mới được. Vui của tôi ấy, cái thằng chủ vui kia bây giờ đang ôm vợ ngủ rồi. Đấy, bây giờ đang ôm vợ ngủ rồi, nó không đi được anh em ạ. Đi để điểm danh mà anh em. Đúng rồi, quan trọng bây giờ là kỷ niệm thôi. Vào nhảy cầu nó ok rồi. Vào nhảy cầu cứ vui anh em ơi. À, bây giờ đi đập gậy rồng nhỉ. À, phát lên cộng 9 này cho nó sáng rực anh em ạ. Đấy, đây là cộng đang cộng 0 này. 0 là hơi tối tối đấy. Đứng bên nào cho đẹp nhỉ? Noria nhỉ? Sao Noria đứng cho đẹp nào? Đây, đứng bên này, đứng bên đây. Đấy, đứng bên đây cho đẹp hình nào. À, mà hình như anh em đang đi săn Kundun thì phải nhỉ? Ờ, đang Kundun đấy. Để tôi đi xem Kundun nào. Để tôi đi xem Kundun cái nào. Đấy. Ok này. Đấy, săn Kundun này anh em ơi. Đang săn Kundun. Đâu Kundun đâu. Hết rồi à? Kundun hết rồi sao? Kundun hết rồi à? Cái gậy rồng này nhá mà có lắc thì thôi rồi. Nhưng cái gậy rồng này mà có lắc nó vào thì nó là cả một cái gọi là gì ạ? Cả một đống anh em ạ. Cả một đống vàng đấy. Gậy rồng có lắc mà 10% bây giờ là đang rất là đắt. Đây đây, Kundun đây, úi Kundun đây. Nhìn Kundun chết luôn anh em ơi. Nhìn Kundun chết luôn à. Ê, qua bên này xem có ai búp nhỉ? Búp cái nhỉ? Anh ơi, cho em xin búp này anh ơi. Tạo nhóm. Rồi, không búp rồi. Không có búp rồi. Qua Alan S3 xem nào. Đại ca phải thành lập quả bang tiểu yêu thì hợp lý. Tạo rồi, tôi tạo từ ngay lúc open game rồi. Các tiểu yêu bây giờ thành gọi là gì? Thành gì nhỉ? Thành boss hết rồi anh em ạ. Thành đại yêu hết rồi. Anh em là có cánh là bay hết đi rồi. Tạo nhóm đây rồi. Có búp. Có búp anh em ơi. Có búp vào việc. Búp tôi đây. Để tôi lên tôi vã con đun. Dung con ba vào việc. Ui đây rồi, ui rồi, ôi bộ máu. Rồi cho em nhìn con đu cái. Đây con đu đây. Đẹp tỏi luôn anh em ơi, vào phát là vã luôn. Đập gậy rồng với xét thần đi bác. Đây người anh em ơi. Từ lại, để tôi đi ngoài, đi chọc gậy bánh xe ở cái bot con đu này đã. Đi mua ít máu nữa nhỉ. Mình không ăn được, mình phải đi chọc gậy bánh xe anh em ạ. Và vẫn cần có một kiểu chơi. Ăn không được phải đạp đổ. Ăn 3. Ok. Rồi, tiếp. Xuống ăn 3. Ây, Kundun đã bị tiêu diệt bởi VG nhím kìa. Một con hy sinh rồi anh em ơi. Một con hy sinh rồi, đây. Đây. Ôi, à, anh làm gì? Lướt cái gì ạ? Lướt cái gì ra đây? Kundun đâu? Vã tiếp. Kundun đâu? Kundun rồi. Chuyện đây. Đây, Kundun đây. Kundun nó đi như chỗ không người anh em ạ. Nó đi như chỗ không người luôn. Nó đi chỗ không người. Dừng phát là chết luôn. Không nào, ông đá giái mình nhỉ? ABC1322 đá vào giái siêu khoai. Thì xin phép là mặc bộ kia anh em ạ. Mặc bộ này vẫn chưa cộng lên, hơi yếu. Phải mặc set đồ cộng 12 này, giảm các thương 6% này. Đấy, thì mới đỡ được anh em ạ. Chứ mặc cái bộ này chưa đập. Bộ này tí tôi sẽ đập lên cộng 9. Đấy, đập gậy rồng lên cộng 9 nữa. Mặc cho nó quách. Tiếp, vào việc. Búp đê. Đấy, lên. Dung gần 3. Gan số 4. Ờ, tránh ra nào, 98 ạ, 9389 ạ. 9389 này. Con hàng này có đủ rồi. Tiếp từ đâu? Đây rồi, đúng trước tôi là có DK bảo kê rồi. Ông DK nhíp ơi, tôi với ông cùng BT đánh tôi làm cái gì à? Ông không nhìn thấy trên đầu là anh em mình là cùng khoe đây à? Là cùng BT đây à? Ô hay nhỉ. Kundun đây, để tôi thêm đam. Đây, team tôi rồi anh em ơi, team tôi là đẫm rồi. Tôi là 1, 2, 3, 4, 5 người đây này. Ôi ơi, ông nào đây? Crazy ạ, đã đá vào giái siêu khoai rồi.
tiếp rồi anh em ơi. Ấy buổi tối chỉ cần vào gọi là giải trí một tí tí thôi. Không anh em không nên chơi sâu làm gì không? Đấy chơi sâu quá là nguy hiểm đấy. Vào gọi là giải trí được săn boss này. Săn mấy con boss này đi, mở loot này, đi Devin này, xong đi săn săn Kunun này. Thế là ok rồi anh em ạ. Đấy xong quan trọng là thời gian còn lại là phục vụ vợ con, không nó canh ngay. Tôi là bị canh nhiều lắm rồi. Đi lên anh em ơi, lên. Đâu rồi, Kunun kết toan rồi. Ôi giời, đại chiến Kunun 3 đã kết thúc rồi anh em ơi. Bắt đầu đi vã nhau rồi. Vã tiếp. Đi Kunun xong là đi Devin anh em ơi. Nó phải đủ bài. Đấy, nó phải đủ bài. Cái việc chúng ta gọi là phải có gọi là khúc dạo đầu anh em ạ. Có khúc dạo đầu mới ok được. Có khúc dạo đầu. Mẹ, tôi đang cầm cái đéo gì, tôi đang cầm cái rồng ạ. Cái nào yếu tiếc rồi. Đấy. Có phát nào phát bọt ngay. Ngay đi này. Ta đi. Sói hoàng kim này. Ui ui, sói hoàng kim khỏe quá anh em ơi. Quá khỏe luôn. Vã luôn. Nhưng yếu quá, chúng nó toàn giết bác. Giết cũng được, chết được anh em ạ. Quan trọng mình là phải làm họ mất tay thôi. Gọi là đi chọc gậy bánh xe anh em ạ. Mình phải gọi là kiểu du kích. Chui trong bụi chuối nhá, trong cầm cái gậy đi qua phát là cầm cái gậy chọc bánh xe cái là xong rồi lại chui vào bụi chuối ngay. Nó phải thế nhưng mà thoát ẩn thoát hiện. À bây giờ xong còn Vedevin nhỉ. Ủi Vedevin nhiều lắm anh em ơi. Đang Noria cái này. Cứ gì vã nhau tí nhỉ. Nào. Vào tầm này được chưa nhỉ? 3 phút à? 3 phút ok đấy. Ủi mẹ vào chết luôn. Vào chết luôn ạ. Ghê vậy. Lê búp đã. Phải đi lê búp anh em ơi. Phải đi búp đã, sống được. Rồi, lên. Đấy, Devin cũng có BK anh em ạ. Devin BK nhau quét khói luôn. Chạy. Chạy. Đầu tiên là chạy cái đã. Nâng cửa lên. À, bắt đầu công cả này. Đây. Đóng kịp. MG nhím à. Đúng không? MG nhím kia. Đạn đá vào giá siêu khoai rồi. Quảng trường vào tiếp. Không ăn được phải chọc cái bánh xe ngay. Này đi đuổi tôi ạ. À. Làm gì? Vào đây. Vào đây. Crazy này, crazy. Ui ui, mẹ con kim anh em ơi. Chuẩn bị. Lướt này, vào đây. Đáp gậy rồng đấy bác, ok rồi, đợi chuẩn bị rồi, chuẩn bị rồi. Còn khoảng 2 phút nữa thôi anh em ơi. Để chỗ đi con Devin này đã. Đấy. Đi con Devin này đã rồi đi, anh em mình đi đập gậy rồng lên. Còn nhiều bé lắm, thoải mái đi. Cứ phải đi vả đã anh em ạ. Lên. Chuẩn bị rồi, còn 1 phút rồi là kết thúc Devi rồi, phải vào vả cái đã. Rồi, ê. Tôi rất nhiều BT hôm nay đấy. Nha. Ui, một vãi máu anh em ơi, chạy vẻ vãi máu luôn. Chạy phải là vãi máu luôn. Vãi máu luôn. Đây, tôi chỉ phép tôi đứng lấp đây, lúc. Anh hùng núp anh em ơi. Đấy. Anh hùng núp cùng với cả Gui Avenger. Lương sơ đâu mà hôm nay không đi đâu. Toàn thì Avenger thôi anh em ơi. À đi Blue, đi Blue thì rất nhiều lương sơn. Đấy, đi Devin thì lại rất nhiều Avenger. Tạm thời là trong Devin là Avenger gọi đang chiếm rồi anh em ơi. Đang chiếm được Devin rồi. Chơi luôn. Trời ơi, trâu bò đánh nhau đúng chết rồi. Cảm ơn người anh em Dũng 93 đã follow nhá. Dô chưa kịp cái tắt thở. Khó thở anh em ơi, khó thở đấy. Không kịp rồi. 4321 đóng cửa rồi anh em ơi. Thôi xin phép đứng đây vậy. Đấy, anh em thích soi đồ anh em nào nào. Đây rất nhiều đồ này. Anh em thích soi đồ nào. Đây là set này là set gì. Set này là set
Tự nhiên quên tên anh em ạ, tự nhiên quên tên. Xét nghề xét bóng ma. Đúng nhỉ? Tự nhiên quên tên anh em ạ. Để tôi xem lại cái. À xét hỏa thần. Xét này xét hỏa thần này, cộng 13 giảm sát thương anh em ạ. Đấy, anh em đi David chết ra đây này. Ok, quay lại đây. Rất đông, rất đông. Rồi, bây giờ là đi đập cho xét đồ này xuống. Mặc xét đồ này lên. Đấy, mặc xét đồ thần cái là dưới chân nó có quần. Gọi là quần, quần tím anh em ạ. Đây là đấy, quần tím lại đấy. Quần tím, quần tím. Này, zoom lại xem. Đấy, quần tím. Đấy, khi mà kích hoạt đủ 4 món là chúng ta sẽ được một cái đồ thần anh em ơi. Có quần tím là ok rồi. Hồng Long đồ 350 không phải. Đồ này không phải đồ Hồng Long anh em ơi. Đồ này đồ hỏa thần thôi. Đồ này đồ xét đồ cấp 7 của MG. Mũ gì đó bác? Mũ hay là mu nhỉ? Mũ à, mũ này là mũ sâu hồng. Đấy, mũ này mũ sâu hồng. À mu à? Mũ này tên ở trên màn hình anh em ơi. Đấy, đồ cấp 6 MG. Tôi tưởng đồ hỏa thần là đồ cấp 7 nhỉ? Tại vì xét đồ này xét đồ khá là cao của MG đấy. Em đang nói bác kìa. Hồng Long đồ 380. À đúng rồi, Hồng Long đồ 380. Còn cái đồ này là không phải đồ 380. Hỏa thần đồ cấp 6 à. Ok người anh em Cường Phạm. Cảm ơn người anh em Phạm Quốc Đạt đã follow nhé. Cấp 7 là Cuồng Phong à. Cuồng Phong còn cao hơn cả Hỏa thần à. Để tôi nhá, để tôi xem cái độ. Để tôi xem lực chống đỡ thằng nào cao nhất là thằng ấy là cấp 7 nhá. Đây nhá, đồ hỏa thần này này, lực chống đỡ là 131. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, lực chống đỡ kìa. 131 là cái áo nhá, cộng 13 này. Bây giờ tôi đi xem xét Cuồng Phong à. Không nóng, đây là Cuồng Phong MG rồi, 9389 rồi. 131 đúng không? Nhà. Xét Cuồng Phong này là lực chống đỡ là 157 anh em ạ. Như vậy là xét Cuồng Phong này là xét cấp 7. Còn xét hỏa thần là xét cấp 6. Đấy, lực chống đỡ của thằng Cuồng Phong này cao hơn một chút này. 157 này, còn thằng hỏa thần kia là 131 thôi. Cuồng Phong thấp hơn bác đây. Người anh em Bảo Trung ơi, đây này, xét Cuồng Phong là mạnh hơn đấy, là lực chống đỡ cao hơn. Chơi mấy chục năm MU rồi. Ok, cảm ơn người anh em Cực Phạm. Bác không phải xem. Đúng rồi, người anh em này gọi là nghiên cứu được khá kỹ về game MU đấy. Chào người anh em Phương Mai nhá. Phương Mai shop Đắk Lắc nè. Mới chơi có hỗ trợ gì không bác? Mới chơi là vào gõ sổ chéo lệnh tân thủ thôi là có đồ rồi. Cuồng Phong là xét cuối Hurricane. Hurricane. Ok, Hurricane. Còn xét Lôi Phong là gì, gọi là Storm đúng không nhỉ? Xét Phong Vũ gọi là cái gì nhỉ? Xét Phong Vũ là gọi gì? Tiếng Anh ấy, ngày xưa hay gọi tiếng Anh ấy. Bây giờ gọi dịch sang tiếng Việt hết rồi. Mới chơi là hỗ trợ đồ tân thủ cộng 11 người anh em ạ. Sổ chéo tân thủ thôi là có đồ rồi. Giờ bác di xét nhiều chưa? Con game này di xét 50 lần là mắc rồi. Đây là phím H này, à không phải nhỉ, F9 này. Đấy, F9 này bằng xếp hạng này. Đấy, di xét 50 lần là mắc thôi. Có di xét để anh em gọi là trải nghiệm, hoài niệm này thôi, chứ mà di xét 50 lần là mắc rồi. Để anh em đỡ phải cày nhiều. Đấy, đối với con game mà di xét cày nhiều ấy là anh em sẽ bị nản bởi cái việc là mất quá nhiều thời gian vào cái việc di xét. Do vậy con game này nó chỉ gọi di xét 50 lần thôi anh em ạ. 50 lần là đủ trải nghiệm, đủ hoài niệm tại cái việc là chúng ta reset rồi. Đấy, sau khi mà reset 50 lần xong là chúng ta chỉ phải đi săn boss thôi, kiếm đồ thôi. Vào chơi bao lâu mắc reset? Bây giờ reset nhanh lắm, nhưng mà reset là khó đấy nhá, reset là mất bullet đấy. Tại vì con game này con game reset bằng bullet mà. Đấy, do vậy mà người anh em mà muốn reset là phải có bullet. Cách kiếm bullet bằng cách là gì? Một là mua là nhanh nhất, hai là gì? Là đi cày. Đấy, đi Blood Devil, đi săn boss này, phím H săn boss này là sẽ rơi ra vòng Blast anh em ạ. Huy chương vàng. Bác soi Diêm Vương đi. Diêm Vương đây, Diêm Vương đây. Diêm Vương với trang phục đó là set Flaming. Đứng lại đây. Đứng đây ngài. Đấy, Flaming anh em ạ. Flaming đây. Xem lực chống đỡ bao nhiêu đây. Lực chống đỡ 160. Lực chống đỡ này cao hơn cả cái set Cuồng Phong của MG anh em ạ. MG là 157, còn đâu là lực chống đỡ của áo thần long. Flaming là 160. Đôi chùy vương, đôi chùy kinh cộng 13.
Đấy, Wing 2 cộng 13 lắc. Thần mã này. Đấy, Ring Pen cộng 2. Đây là top 1 DK rồi anh em ơi. Đây, vừa soi đồ, vừa đập đồ cho vui. Rồi, xét gậy rồng nhá. Gậy rồng này là tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%, là cũng không có lắc là cũng khó nhai đấy anh em ạ. Nhưng mà vẫn phải nhai, xương thì vẫn phải nhai. Tại vì nó là 10%. Rồng ngon anh em ạ. Cộng 2 này, cộng 3 này, cộng 4 này, cộng 5 này, cộng 6 này. 7 đi em ơi. Cộng 5. Không có lắc, khó phết đấy. Có lắc là tăng thêm bao nhiêu kia nhỉ? Lắc là chúng ta tăng thêm 25% anh em ạ. 25% gọi là tỷ lệ thành công, thành công học tâm linh. Không có lắc là giảm đi 25% đấy. Cộng 6 này, cộng 5 này, mấy tên rồi đấy. Cộng 5 này, ôi trời, xong rồi. 1 tiền gà, 3 tiền thóc rồi anh em ơi. Anh em mất 1 mí à? Bã nhau à? À, bỏ thần mã. Bỏ thần mã. Thần mã nhé. Bỏ thần mã là vã luôn nhá. Để tôi thay đồ đã nhá. Để đi solo cái anh em ơi. Bỏ thần mã nào. Tôi bỏ sói, người em bỏ thần mã là vào việc. Rồi, vào việc. Rồi, chào mừng anh em đến với trận tỉ thí giữa Soulmaster và DK. DK và DK vào đây lướt à, lướt à. Ơ lướt, ui xui. Trời ơi, DK lướt kề quá anh em ơi. Lướt này, hit and run anh này. Hit and run này, vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây. Vào đây, để tôi đi bòn. Vào mòn cái dòng vàng đã. Vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây. Ôi, bọn ganh à, bọn ganh à. Vợ canh ạ, à, vợ canh nó nghiệp. Vợ canh ạ, à, vợ canh ạ. À. Nào, vào việc. Vào việc. Như con trâu anh em ạ. Ui ui trời. Không lên đứng gần với DK anh em ạ. Mình quá dại dột khi mà đứng gần. Không lên đứng gần anh em ơi. Búp búp búp. Cứ từ xa vã. Vã này thôi anh em ơi. Vã này cũng vào gần được. Quánh khó chịu luôn này, quánh khó chịu luôn này. Vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây. Đây đây. Ôi trời ơi, tay dài nó phải cắt ngọt chứ nhở. Vào đây. Dâu dâu. Ôi trời ơi, DK vào đây. Làm sao này. Đứng gần tí nữa này, lêu lêu. Lêu lêu. Ờ, đứng yên à. Vợ ganh, vợ ganh, vợ ganh. Vợ ganh vào đớp ngay, vợ ganh vào đớp ngay. Vợ ganh vào đớp. Ủa, nó phải nhà vợ, mẹ lừa mình. Lừa mình hai phát đấy nhà vợ. Lừa mình hai phát. Cứ tưởng là à, mưa độc tố à, ok ok. Để tôi lấy cái mưa độc tố cái nhỉ. À, cho phim mấy nhỉ. Mưa độc tố đâu. Đây. Can chuột 7 đây. Rồi, à, từ từ bình tĩnh. Bụp 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 đã, bụp đã, bụp đã, bụp đã. Rồi, vào việc. Vào việc nào, 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 đứng đấy à, đứng đấy à. Mưa độc tố này. Mưa độc tố này. Thấm máu chưa? Thấm máu chưa? DK như con trâu anh em ạ, đánh như là cột máu là giảm đi một tí ạ. Tốt lửa nhỉ. Ôi chạy 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 chạy. Ai ơi ơi, tè lè. Đéo kịp. DK đánh khép lắm anh em ơi, cứ choáng vào là chết rồi. Đánh DPS gì mà nâng Agi ít vậy. 18.000 Agi anh em ơi. 18.000 Agi đấy. Đây Agi của tôi đây, sức mạnh là đủ mặc đồ này. Đấy. Agi là 18.000 này. Năng lượng là 30.000 là mắc pinh này. Thể lực là cộng 2.500 này. Đấy. Thôi vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây. DK anh có chịu nhỉ? Có chịu mà đứng đấy. Đấy. Đốt lửa cộng can chuột 8 nhỉ? Can chuột 8 đốt lửa. Ông này cũng kiểu cho mình vào test đam sao nhỉ? Đánh đi bác à? Đây đánh đây. Đánh đéo chết. Dồn đam này. Chết. À, gần chết, gần chết, gần chết. Gần chết ông dậy anh em ơi. Gần chết dậy à? Gần chết dậy, gần chết. Gần chết dậy à? Vào đây, vào đây. Vào đây, vào đây. À, ui rồi ông nào vào cứu tôi phát. DK đánh ghê phậy. Gì kia? Nếu ăn thua đúng rồi, đốt lửa cũng hơn thua này. Game meta game này DK chùm. DK game nào cũng chùm anh em ạ. DK từ trước giờ nó chùm rồi. Cận chiến này, trong con game này nó DK nó còn có chiêu lướt anh em ạ. Lướt. Lướt nhanh lắm. Lướt như kiểu Yasuo đấy. Tôi nói Yasuo có khi nhiều anh em già già không chơi liên minh điện thoại này, còn không biết thằng Yasuo là thằng nào đúng không?
Đây để tôi đốt lửa cái đã. À đốt lửa này. Nam nhảy rất là to nhá. Nhưng mà DK này máu trâu quá anh em ơi. Nó chết. À, gần chết gần chết. Ông này gần chết phát là ông ấy bừng tỉnh ngay. Ê chạy. À, ây giời ơi. Nãy giờ chưa ăn được mặn nào đây. Chưa ăn mặn nào đây. Nào. Ông này ông cũng gần chết là ông ấy đánh mình. Nào. Đây nhận đứng yên là đứng yên ạ. Đứng yên đốt lửa này, đốt lửa phát là đau. Đốt là đau đấy. Đốt lửa là đau. Chết. Đấy, đốt lửa đau đấy. Được rồi, bây giờ tôi sẽ có chiêu này. Búp trước này. Mana Cell này, mưa bằng tuyết này. Quan hàng này, quan hàng này đứng đấy à. Nào đây. Đứng đấy à. Đứng đấy là đốt lửa luôn. Đốt lửa luôn, đau đúng không? Đốt là đau đấy. Úi, đạp lên kìa, đạp lên kìa. Ok. Đấy, cái gì kìa? Có đồ DK không cho em xin với, có chùy. Có chùy cộng không. Ở đâu rồi? Búp cái nhỉ. Để ông đang hỏi xin cái đồ gì đây, một thời đi bụi. Ui, tên một thời đi bụi luôn ạ. Có chùy cộng không. Ông kia khác này à? Có chùy cộng không. Cầu 3 cha re. Nào để xem có cái đồ DK anh em ơi. Có người em xin đồ DK. Không có này. Âu à. À đây chùy đây, chùy vương này còn một cái này. Vũ hỏa long còn một cái này. Bao cách 1 này. Hết này. Bao cách 2 này. Có đồ mặc không cho em với à? Đây đây đang tìm đây. Úi xùi đồ này còn quá này. Đồ này có tôi có cả gọi là áo hỏa long này. Áo hỏa long này. Châu xanh 2 món à. Châu xanh này. Quần châu xanh này. Có nhỉ. Bao cách 3. Ây da. Châu xanh này. Châu xanh lắc này. HP này. Con phết này. Đập đồ lên cho mạnh. Người ta đi bác. Ok người anh em ơi. Sao không thấy chùy Jimmy huyền thoại bác nhỉ. Chắc là sau này update sau người anh em ơi. Chùy Jimmy sau này update sau. Bác Mark Agi nó trâu hơn nhiều. Ok người anh em sơn nhung kính. Solo không con gà. Úi dồi ôi, con gà Hoàng Văn Bằng này. Hôm nào cũng gạ mình solo à. Người anh em ơi. Cho em xin mấy viên Ballet để reset nữa cả. Ui dồi ghê đấy. MU này giới hạn coin hay sao mà reset có 50 lần vậy. Đúng rồi reset 50 lần là mắc rồi. Mắc coin rồi. Mắc reset là mắc coin rồi. Đấy để tránh cái việc anh em gọi là không mất thời gian quá nhiều vào cái việc là reset anh em ạ. Tại vì reset nó nhiều quá. Anh em bây giờ đi làm rồi. Cái gì lại nhau à. Anh em bây giờ đi làm rồi, công việc rồi là thời gian cho gia đình vợ con rồi. Chỉ cần cày reset 50 lần thôi. Là gọi buổi tối là anh em có thể đi săn bot hoặc đi Blood David gọi là giải trí rồi. Cảm ơn người anh Duy đã. Người anh em anh Duy đã follow nhá. Mẫu này đồ săn thế nào cho mạnh. Đây cứ phím hát này anh em ơi. Ấn phím hát này. Đến giờ đi săn bot là đi săn thôi. Giao dịch đây người anh em cho gì đây. Hiền. Úi xùi ông này. Ông này tô cho tôi 2 khiên luôn kìa. Úi xùi cảm ơn bác nhé. Cho bác đấy cảm ơn luôn. Đây một thời đi bụi đây. Ông này xem có đồ gì chưa. 2 kiếm luôn à. Đây cho người anh em. Ông này ông bảo cho ít bullet à. Cho 10 viên luôn này. Ok chưa. Giao dịch người anh em ơi. Reset cần ngọc gì. Ở đâu bạn. Reset cần ngọc bullet người anh em ơi. Đâu rồi. Chùy kinh này. Tôi có mấy món lẻ thôi. 1 này 2 này 3 này 4 này. Thừa đấy. Còn ít đồ này thừa cho người anh em luôn. Nhá. Cho người anh em luôn này. Đấy. Ok luôn. Xong bác nhé. Em cảm ơn. Ok người anh em. MU open bao giờ thế. MU này open được 5 tháng rồi anh em ạ. Được 5 tháng rồi. Nhưng mà đồ bây giờ vẫn đang là cộng 13. Win cao nhất bây giờ win 2 anh em ạ. Đấy. Gì kìa. Em cảm ơn. Ok. Đấy.
Đồ bây giờ đang là Flaming thôi. Đồ cấp 7 cao nhất thôi. Ui bác cho tôi xin cái khiên DVK vào đây. Người anh em vào đây. Nothing in joy này, tôi có hai khiên này. Tôi cho anh em một cái. Hiện tại thì tôi có hai cái nhá. Hai cái dòng giống nhau à? Đều là khả năng tránh đòn cộng 10% này. Đấy, có hai cái cho anh người anh em một cái. Ngon chết, MU này tôi chơi khoảng 10 năm rồi đó. 10 năm mà gọi là lão làng rồi ấy, người anh em ạ. Chào người anh em Hưng Nguyễn nhá, Hùng Nguyễn. Mạnh Dũng hi hi. Thời đó còn chơi MU 10 lặn Z mà vui. Nói chung cái thời ngày xưa là game nó ít đấy anh em ạ. Game nó ít thì chúng ta gọi là chơi một cái game nó gắn bó lâu này, rồi là kỷ niệm nhiều. Chứ bây giờ giới trẻ bây giờ nó nhiều game quá. Bây giờ là Liên Quân này, Liên Minh này, rồi game mobile nhiều quá anh em ơi. Mỗi thời chúng ta có một cái kỷ niệm. Xem cái khiên nào. Đây đây đây, khiên đây. Khiên ma thuật cấp 2 này. Cái khiên này nó là cùng đợt với cả khiên với cả vũ khí rồng anh em ơi. Sao bác không đeo gậy rồng thế? Gậy rồng đang đập người anh em ơi. Gậy rồng bây giờ mới đang cộng 5 này. Đập lên cộng 9 thì mới mạnh được. Này, tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10% này. Đang đợi đập lên. Bác hỗ trợ em cài game với. Ui dồi. Mình không mình giờ đang live stream không cài game được người anh em ơi. Người anh em PM thằng AD đi. Ở AD nó cài cho. Nhìn anh em chơi lại muốn tải. Nếu mà người anh em mà có thời gian ấy thì giải trí một ít được, còn nếu không có thời gian thì xem video cũng được người anh em. Cái khiên đấy giá 600k huy quay đấy. Kinh vậy. Ôi, ông này ông cho mình hai cái khiên ma thuật. Ông kia ông bảo là cái khiên này trị giá 600k huy quay đấy. Để tôi sell luôn này, xem có ai mua thì tôi bán luôn. Đấy. Sell luôn này, xem ông nào ông trả hàng không. Ok em yêu à. Người anh em xin khiên đúng không? Rồi có hai cái cho người anh em một cái. Tôi xin đây bác ơi, cái khiên đây. Hai cái giống nhau anh em. Tôi tặng người anh em một cái vậy. Không được bán được, tôi cho. Lại không được bán à? Không được bán à? Được rồi, để dùng người anh em ơi, để dùng. Không bán nữa. Để tôi để tôi sell lên xem có người anh em nào mua không thôi. Đem cho bác xài, bác lại đi bán thôi, không bán. Giờ không bán nữa rồi. Không, tôi chỉ sell lên này. Tôi chỉ sell lên để xem có ai hỏi không. Đấy. Chứ tôi cũng không bán. Đấy như tôi tặng lại người anh em kia một cái. Tôi dùng một cái. Anh người anh em là Latin Enjoy kìa. Người anh em Đức Nguyễn gì kìa. Full set thần lắc giảm sát thương à bác? Không, set này set dòng lớn. Set dòng phản hồi 5% lực tấn công. Cái áo này, cái quần là gia tăng lượng mana lên 4% này. Cái tay là không có lắc này. Khả năng tránh đòn cộng 10% này. Cái chân này cũng không có lắc này. Cái chân này tăng gen này. Đấy, hôm trước là làm video là ném boss ra được anh em ơi. Ném ra boss ra được thì là mua thêm cái quần. Nó cũng khối đấy. Khỏi chấm kìa. Khỏi chấm kìa. 800k huy coi. Hôm nay có hỏi vào 800k huy coi. 800k. 800k huy coi. Vào việc. Đấy. Giả vờ thôi anh em. Tôi không bán đâu. Mắc hài thảo thật, gọi thảo mai mà. Đây tôi gọi là tôi đây, tôi chỉ là post lên để tôi cho anh em gọi là hỏi giá thôi. Bác ơi có gì hỗ trợ em mới không? Người anh em mà chơi ép là có đồ. Đấy, có ép, chơi ép là sẽ có set kim ngân cộng không này, cộng với cả một cái nỏ thanh nữ này. 100k ATM. Ôi trời ơi, 100k ATM anh em ơi. Ông Gamo ông bán 100k ATM này. Ông hỏi mua tôi là 100k ATM cái khiên anh em ạ. Người anh em úi xồi. Người anh em cho tôi cả gậy rồng này. Ôi ôi ngon. Kiếm rồng nhầm. Kiếm rồng. Uầy. Kiếm này là kiếm của DK anh em ơi. Kiếm này là kiếm rồng của DK này. Còn kiếm rồng này là kiếm rồng của MG này. Đấy. Kiếm rồng của DK thì là màu đỏ này. Kiếm rồng MG thì là màu vàng trắng anh em ơi. Cái khiên này vừa có người trả giá tôi là 100.000 Việt Nam đồng anh em ơi. Cảm ơn người anh em mắt một mí nhá, cho tôi nhiều đồ quá. Mình thích DVK hơn. Cứ nhìn thấy set triệu hồn hồng là mê rồi. Đang tải game ok người anh em. Set sâu hồng này.
cái dâu hồng bây giờ thì lại đang không có. Bây giờ chỉ có mỗi nhưng mà có vũ khí cho sâu hồng anh em ơi. Đây này, có gậy bắn xà cho người anh em luôn này. Đấy. Gì kia? Người anh em Phương Mai. Huy coi cày hay nạp là bác. Huy coi này vừa cày vừa nạp được. Thực ra là không nạp, game này không nạp, game này anh em tự mua bán thôi. Đấy, tự mua bán trong game thôi. Chứ thằng AD này nó cũng không bán Huy coi tại vì bán đắt chả ai mua. Đấy. Mu này hình ảnh dễ nhìn, không lẻ loẹt, rất ưa nhìn người chơi. Ok, người anh em Đức Nguyễn. Thằng bạn bị vợ ganh rồi à? Ok, người em Mạnh Dũng, thằng bạn tầm này nó ngủ rồi. Bây giờ là vợ nó đặt chỉ tiêu ra là 10 giờ là đi ngủ rồi người anh em ạ. À. Quả này bây giờ là giảm cân chắc rồi. Thằng bạn tôi bây giờ giảm cân chắc rồi. Kiếm rồng DK đẹp phết, đẹp mừng anh em. Đấy, kiếm DK, kiếm rồng DK là đây là kiếm rồng MG này. Thôi tôi tiếp tục, tôi lại đi đập cái set đồ lên anh em ơi. Tiếp tục hành trình. Đập đồ. Bây giờ tôi phải đập được cái gậy rồng này lên cộng 9 để nó sáng anh em ạ. Đeo nó hoành tráng. Đứng đâu cho nó đẹp nhỉ? Đây, người em bắt một mí này cho tôi nhiều đồ quá này. Chỉ cần tôi đứng ở đây với người anh em bắt một mí nhé. Đây, đứng ở đây. Đấy, mắt một mí. Cái này set flaming anh em ơi. Cộng 13 là sẽ có hiệu ứng giật này. Đấy, hiệu ứng set giật. Ít nào rồi. Ít đâu. Nào đập lên nào. Cộng 5 rồi. Đấy. Ơ, dính cột. Cộng 6 này. Không có lắc đập, khó lắm anh em ơi. Có mới có thịt chó mà ăn, ui dồi. Có mới có thịt chó, ui dồi. Di chuyển. Cộng 5 này. Cộng 6 này. Cộng 7, lên sáng chóe rồi. Sáng chóe rồi. Mắt một mí cho bác Hải mượn test con thần mã coi. Hôm qua khai mạc lễ hội pháo hoa Đà Nẵng đẹp quá bác Hải ơi. Ui ôi, người anh em ở Đà Nẵng hay sao mà biết. Tôi ngày xưa tôi mới đi du lịch Đà Nẵng một lần thôi. Công nhận Đà Nẵng đẹp người anh em ạ. Đà Nẵng ok đấy. Tôi đang đứng cạnh bác đây, có lệnh nhiệm vụ à bác, đúng rồi. Tên là anh Da Đen à? Đây. Người anh em tên là gì? Người anh em Phạm Thịnh thì tên là gì nào? Anh Da Đen đây, có hàng luôn. Người anh em Da Đen là có hàng luôn, giao dịch và vào việc. Đây, có đây. Vậy mãng xà này, tặng người anh em bộ ring pen cộng 1 luôn này. Pen cộng 2 à? Đấy. Tặng thêm cho mấy viên blast để đi, gọi là đi reset người anh em nhé. Reset. Đấy, dùng tặng. Gõ lệnh, đúng rồi, sổ chéo nhiệm vụ là làm nhiệm vụ này. Rồi là gì nhỉ? Gõ lệnh sổ chéo tân thủ là có đồ. Nhưng mà trước khi gõ lệnh tân thủ, sổ chéo tân thủ là phải cất hết đồ đi. Cất hết đồ vào thùng đồ nhá, để thùng đồ trên người trống. Tránh cái trường hợp là bị kiểu nó bị đầy thùng anh em ơi, là nó sẽ bị lác mất đồ đấy. Đấy, để trống thùng đồ nhá. Để trống cái thùng đồ này thì mới gõ lệnh sổ chéo tân thủ. Đập gậy cây gậy tốn nọc nắm, tốn phải lên anh em ơi, cộng 7 rồi này. Bắt đầu sáng rồi này. Nhìn thấy chưa anh em, nhìn thấy chưa? Gậy rồng nó bắt đầu sáng rồi đấy. Cảm ơn người anh em Lân Financy đã follow nhá. Ai Hi anh xin chào người anh em. Ui Đà Nẵng mà, ui dồi người anh em Đà Nẵng, của Đà Nẵng đẹp lắm người anh em ơi, Nguyễn Tèo. Rồi là cầu rồng này, rồi là gì chả, nhiều lắm. Đà Nẵng này năm nào cũng phải lên đi du lịch một lần. Chào người anh em Duy Nghĩa nhé. Xin ít đồ MG bạn ơi. Siêu quặc à? MG có. Đồ này bây giờ của người anh em mất một mí cho này là người anh em tặng là tôi không cho được. Hết rồi. Để tôi xem còn không nào. Để tôi đi vào đây tôi xem có còn không.
Đấy, đeo quả gậy rồng là nhìn nó cũng khắc bọt ngay anh em ơi. MU này không có đắc lốt à? Không có đắc lốt người anh em nhá. MU này chỉ có MG là hết thôi. Anh kêu xin MG. MG này có cái quần phong vũ này, chân phong vũ này. Đồ thật anh em ạ. Thiếu cái tay với cả thiếu cái áo nữa. Có đồ gì thì tặng vậy. Nào. Anh. Không. Ấy anh da đen kìa. Đồ đã ngon rồi kìa. Hết rồi. Bộ ring pen này thôi này. Hết rồi, hết rồi. Đồ MG không còn anh em ạ. Bao cách 1 thôi nè. Còn đồ ở đây 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 mày qua nha, gậy băng xà vẫn còn. Ngon ngon ngon, đây 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 đây. Vẫn còn người anh em ơi. Đâu rồi? Đây đây đây, siêu cọp à? Đây siêu cọp đây. Ông này là có gậy đâu đúng không? Có một gậy rồi. Cái gậy tôi nghi ngờ cái gậy này của tôi cho lắm anh em ơi. Đây tặng người anh em thêm một gậy nữa này, là hai gậy. Là hết hàng. Giao dịch vào việc. Vào việc. Hai gậy đây, quần đây, đấy, ring pen này, đấy, tặng luôn với anh em nhá. Với anh em kiếm thêm hai món phong vũ nữa là ngon rồi. Cái ông này đứng gọn vào để tôi xoay đồ, để tôi đứng cho đẹp nào. Tiếp đi anh em ơi. Tiếp. Cảm ơn bác nhé. Ok, ok bác. Gì không có nhau. Anh thua rồi gì nữa. Đây tôi đứng đây để tôi đi tập đồ thôi. Sợ ông này ông bỏ đồ ra nhìn kinh không. DK cầm hai chùy đeo ở số đít này. Không 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 đánh được không. Tôi đang đi đập. Nhầm mẹ chết. Vậy khóa lâm cộng 7 đây. Bây giờ phải đập được cộng 8 anh em ạ. Nhấp nhấp cái nhỉ. Sửa đồ cái. Giả vờ cộng 7 thôi anh em ơi, cộng 8 đi. Ui rồi ông ơi, tôi đang đập đồ ông ơi. Lên. Ui rồi, xịt. Một tiền gà, ba tiền thóc anh em ạ. Một tiền gà, ba tiền thóc. 6 này. 5 này. 6 này. Lên anh em ơi, có lên lắm. Tí có like bên MU kia không bác? Có người anh em ơi. Tí nó sẽ like bên game MU-BK nữa. Con này đập khoai lắm. Ui, ôi, đập đấy là mấy tơn rồi người anh em ơi. Cái quần xương kia ngon không bác? Quần xương à? Đây để tôi vào thùng đồ xem là. Hình như toàn đồ Omo thôi anh em ạ. Đồ lắc hiếm lắm. Đây để tôi đứng ở trong thùng đồ xem nào. Bao cách 2. Đây. Đấy, anh em xem vớt được cái gì thì vớt. Toàn đồ Omo chủ yếu thôi anh em ơi. Toàn đồ Omo thôi. Đồ gióng lắc hầu như không có. Toàn Omo thôi anh em ạ. Giới hạn bao nhiêu ác một PC thế? Hình như là 2 ác một PC người anh em ơi. Giới hạn là 2 ác một PC. Đơ cam rồi á. Đơ cam rồi kìa đấy. Cam vẫn ok mà nhỉ. Làm miếng nước anh em ơi. Ừ nhỉ, không thấy gậy legend. Giờ mới để ý MU này không có gậy ma thuật thì phải, có gậy ma thuật nhưng mà không ai dùng anh em ơi. Tại vì nó yếu. Chỉ những người là thực sự gọi là đam mê đấy. Và thích đồ cổ ấy thì người ta sẽ đi tìm cái gậy đấy và sưu tầm. Đúng một cái set gì à, set đồ legend này, gậy legend này, khiên legend này, wing 2 này, úi trời nó là đúng một bộ luôn anh em ạ. Đẹp lung linh luôn. Bác phải làm chai sờ tinh cho nó có kỷ niệm. Ngày xưa lại nhắc về sờ tinh, ngày xưa ngồi quán net nhiều quá em ơi. Uống sờ tinh nhiều quá, ngồi quán net nhiều quá thì cuối cùng bị thận anh em ạ. Bị thận. Đau gần chết luôn. Anh em nào đừng có uống sờ tinh nhiều nha anh em nhé. Uống sờ tinh phải nhớ uống lọc đấy. Uống sờ tinh nhiều là thận đấy. Tôi bị thận đấy. Bây giờ là chỉ có uống nước lọc thôi anh em ạ. Chỉ có vã nước lọc thôi.
thì nó mới hết được hỏi thận được. Cộng 6 rồi. Ui rồi cộng 5. Xin phép đập lốt tơn này anh em ơi. Đập lốt tơn này đi. Gậy đó với gậy sĩ muội yếu VL, đúng rồi. Gậy là gần yếu mà. Chỉ có yếu là đẹp thôi. Mark cho em xin đi gen với ra đây người anh em ơi. Treo đi. Treo bao nhiêu tôi đang có bao nhiêu này? Tôi đang có 1 tỷ gen này. Anh em treo 100 triệu. Đấy, treo. 1 treo 90 triệu gen. 90 triệu gen. Đấy, anh em treo 90 triệu gen đi. Mới cập nhật 3 ác 1 PC bác hành nhé. Ok người anh em. Ngoài luyện 8x top 1 server kìa. Đây à, đây à. Ôi đây 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 đây. Giờ phải để ý này. Đây này. Ông này có gậy rồng này. Tôi phải đeo gậy rồng đây anh em ơi. Giờ so sánh nào. Giờ so sánh nào. Gậy của tôi đen quá anh em ạ. Này. Đấy, hai gậy rồng. Gậy của tôi bây giờ đang đang cộng 6 anh em ạ. Người anh em treo bằng gen chứ người đây là người anh em đang treo bằng bằng WeCoin rồi. Treo bằng gen đấy. Treo bằng gen thì mình có thể viết chữ được. Người anh em bây giờ đang đang treo bằng WeCoin rồi. Để xịt phép là xoay đồ này. Đấy, người anh em anh da đen nhá. Người anh em anh da đen là treo lại bằng gen. Sao bác có cái gậy sáng thế? Đấy gậy gậy rồng đây. Đây không phải tôi đứng sau. Gậy 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 này của tôi nó đen hơn người anh em ơi. Đấy, còn ông này này, Hoài Niệm 8X này, xem nào. Đây, chúng ta cùng soi xét đồ của nhân vật là Hoài Niệm 8X. Vâng, với xét triệu hồn là cộng 13. Wing 2 cộng 13. Úi dồi ôi, gậy hỏa long anh em ơi, gậy hỏa long cộng 13, tăng năng lực cộng 3.001 cơ à. Tăng năng lực cộng 3.001 là mắc pinh bây giờ đấy. Tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10% này, ui quả gậy này kinh khủng anh em ạ. Quả gậy này là VIP 1 top 1 server rồi. Ghê đấy, quả kiên thế nào. Kiên cũng cộng 13 này. À, còn quả kiên này là gia tăng lượng HP này. Chắc người anh em này phối đồ đúng không? Chứ phối đồ lấy HP đúng không? Chứ bình thường là cái kia này nghe phải là dòng giảm sát thương mới đúng. Rồi đó, ok ok. Đâu đâu. Đây, alo này. Giao dịch phải mua này. Đấy là chuẩn đấy. Mua luôn. Rồi, cho người anh em gọi là 90 triệu gen luôn. Quét map này. Này, ông đứng ông PT tôi ở đây à. Ôi xin phép là đập lốt cái gậy rồng cho lên cộng 9 anh em ơi. Nhìn ông này ông sáng chóe này. Ngoài niệm đồ sáng chóe luôn. Mấy giờ đây? Quả win ghê vậy. Win của ông này là win của ông này là cộng 13 anh em ơi. Cộng 13. Win của tôi cộng 11 thôi. Cộng 6 này. Xịt rồi. Năm sáu bảy lốt tơn này nha mọi mẹ không lên được 9 là cho cộng 7 thôi. Thế tôi thấy cộng 9 khó quá trời luôn đấy. Đang cộng 7 anh em ơi. Sáng lên mẹ lại xịt rồi. Lốt tơn này thì anh em cho cộng 7 rồi chắc không lên cộng 9 được. Người đen lắm chắc không lên cộng 9 được rồi. Hoài niệm kinh dậy. Bao giờ trong một lớp học bao giờ cũng có người học xuất sắc, bao giờ cũng có người học dốt. Tôi xin nhận là gì, tôi là người học dốt ở trong lớp. Đấy. Còn cái ông Hoài Niệm 8X kia là ông ngoài là ông học giỏi trong lớp. Ông không những học giỏi mà gì ạ? Thì người ta có câu gì nhỉ? Ông không những học giỏi mà gì nhỉ? Nhà mặt phố bố làm to luôn. Đấy. Bao giờ trong xã hội, bao giờ trong lớp bao giờ có người như vậy anh em ạ? 6 này. Tôi là cái thằng gọi là vừa học dốt, tôi lại còn vừa hay nói chuyện trong lớp. 5 6. Ôi giời, vẫn xịt này. Kéo lên thì anh em ạ, kéo lên cộng 7 là chắc là mới được. Cộng 9 khó quá trời luôn. Đây rồi, cộng 7 anh em ơi. Ôi, mãi mới lên cộng 7. Gậy rồng đâu ra thế, gậy rồng này, gậy rồng bây giờ nhiều lắm. Gậy rồng bây giờ anh em cứ đi cày 50 lần reset. Sau đó đổi là gì? 50 lần reset đấy ra cái bóc. Cái bóc đấy là ném ra được đồ vũ khí rồng. Đấy, rơi đơn giản thôi. Nốt đi anh á. Không lên được cộng 9 đi.
tôi đập nốt phát này nhá, người nha Mạnh Vũ nhá. Kiên bổ giáp thương server chưa ai có đâu bác ạ. Ui rồi, quả kiên kiên này chưa ai có à, chưa ai có dòng giảm giảm thương à. Đồ này chúng vẫn hiếm đấy anh em ơi, đồ vẫn hiếm đấy, không phải đơn giản đâu. Đây này, đồ rồng ra rất nhiều lắm này. Cái con game này hướng đến cái gì là gì, anh em cứ cày là có, đúng không? Anh em cày reset này để đổi ra bóc này, anh em đi săn boss này cũng ra bóc này. Đấy, anh em đi săn rồng vàng cỏ ngọc để kiếm ngọc này, kiếm Wecoin. Có 7% rồi, không phải chưa ai có mà có 7% rồi. Bác hỗ trợ em ít đồ, em chơi ép đấy, ép là có đồ luôn này, ép là có đồ luôn. Đây, ép vẫn còn nguyên một cây, cây này là cây gì nhỉ? Ép vẫn còn nguyên một cây, cây kim ngân này, vào phát là có đồ luôn này. Đấy, cái kim ngân luôn này, cộng thêm quả gì đây, cộng thêm quả ngoài nào nhỏ cánh nữ anh em ơi, có hàng cho người anh em luôn này. Đấy, thêm cả vinh 2F nhá, tuyệt vời luôn này, hết nước chấm luôn. Nào cho thằng đây, rồi tặng người anh em quả vinh 2F nữa. Ông nào nhỉ, tên em là heo con, heo con đâu ra đây? Ui đây 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 đây, vào việc heo con, giao dịch heo con à, heo con là tên nó ấn tượng đấy. Quần kim ngân này, áo kim ngân này, mũ kim ngân này, nỏ thánh nữ này, tay chân này. Đấy, hết chưa nhỉ? Ok, giao dịch. Đây, thêm quả cánh nữa anh em ơi, thêm quả cánh này nữa này. Heo cơ bác, heo cơ bác. Ờ nhỉ, heo này heo cơ à, mình cứ tưởng heo con hóa ra là heo cơ người anh em ạ. Đấy, ok, xong bác nhé. Đây 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 đây, hoài niệm tạo ích anh em ơi, xem lại quả kiên này. Tôi nghĩ là quả kiên này chưa có dòng giảm đau thương anh em ạ, vẫn hiếm lắm. Chứ ông này với cái mức đồ như này mà ông ấy mà chưa có cái dòng gọi là dòng giảm đau thương là hơi phí. Tôi nghĩ là cái kiên ấy vẫn chưa có anh em ạ. Chào người anh em đề men dễ men phi lưu ký nhá, theo dõi bác hài từ năm 2020 à, ghê đấy. Tôi làm live stream, làm video về MU này từ năm 2018 gì đấy, lâu phết rồi anh em ạ. Heo cỏ đầu kia mà heo cỏ. Harmony 7% kìa đây, đồ cộng 13 là tăng mức giảm đau thương 7%, mà đồ Harmony 7% kia là cũng dễ mà, dễ lên mà. Tưởng bác đeo xét sâu hồng thần mà nhỉ, đấy đây xét sâu hồng của thần của tôi đây, đây đây sâu hồng thần anh em ơi. Đấy, hơi đen tí thôi, đứng giữa cửa ấy nhỉ, ngày xưa hay đứng giữa cửa ấy còn nói chuyện. Học thì ngu, MU thì giỏi, chuẩn bác ơi. Ngày xưa toàn vượt tường với cả đi học thêm thôi, không cắm chuột. Chào người anh em Vũ Đức Quý nhá. Lôi báo ấy, ngày tên là lôi báo. Đấy, như vậy là gậy rồng của chúng ta ngày hôm nay là lên được cộng 7, là cũng mất 50 viên Blast rồi anh em ơi. Cũng lên được cộng 9. Chào người anh em Tiên Nguyễn nhá. Rồi bây giờ chúng ta cùng xin phép là chuyển qua bên MU trừ BK solo tí anh em nhỉ. Gọi là thay đổi, gọi là đổi gió tí nhỉ. Đổi gió tí anh em ơi. Để tôi chuyển qua bên MU trừ BK đổi gió tí. Đấy. Bác rảnh không kéo em tí reset. Ok bác. Đây đây rồi. Giờ tôi chuyển qua bên này rồi. Người anh em ơi, người anh em Phạm Thịnh nhá, bây giờ qua bên server 5. Server 5 là server gọi là cày reset cực kỳ nhanh luôn. Đấy, người anh em qua bên đấy. Reset từ lần 1 đến lần 10 là free. Bắt đầu reset từ lần 20 trở lên là chúng ta phải mất 2 viên Blast một lần reset. Em đang đợi bác sang. Thôi bây giờ mình chuyển qua bên game này để mình đi PK tí cho vui. Đại béo này. Đấy. Bây giờ mình đang dùng nó là Ark của Dark Lord anh em ơi. Bên này thì là SS6, bên này là có 7 class. Đấy, còn bên hoài niệm vừa nãy là chỉ có 4 class thôi.